mình sẽ học toán nha. Hôm nay mình sẽ dạy em mình học toán. Bây giờ em mình sẽ qua lấy bài toán mà mình đã làm sẵn cho em mà để cho em làm đúng bao nhiêu bài nha. À, các bạn rồi lấy đi em. Rồi như vậy các bạn đáng. Đây, đây là bài toán của em mình. Bây giờ mình sẽ quay lại để cho các bạn xem bài toán của em mình nha. Bây giờ chị sẽ lấy máy tính mà em sẽ học ra nha các bạn. Bây giờ em lấy đi. Rồi qua đây chơi đi. Đây là vô ích của em mình. Đây là để em học. Đây là để em học 1 cộng 1 bằng mấy, là bằng 2 nha. Bây giờ đây là bài toán của em mình. Bây giờ mình sẽ quay lại nha. Quay lại cho các bạn xem. Mở bác, đây là vô ích của em. Máy tính của em mình nha các bạn. Còn đây là tập toán của em mình. Đây, 1 cộng 1 bằng 2 nè. Đây, hai cột này là em sẽ viết, còn một cột này là em sẽ để mai nha. Bây giờ mình sẽ quay lại để cho em mình làm những Ba bài ba toán lại này em học nha. mà. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại nha các bạn. Đây làm bài đây. Rồi làm đi chơi đi. Dạ. Bây giờ em mình đang làm. Thấy không ba? Rồi làm đi chơi. Một tuần mình chỉ ra một clip vì á mình phải lo học, môn học là phải đầu tiên nha các bạn. Bây giờ em mình đang làm rất tập trung, em mình mới làm con khổ à, còn khổ cuối. Đúng rồi, 11 cộng 11 bằng 22. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám,
Dạ vâng thầy. Tổng cộng là em đếm tới phường đi rồi nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 14 đi vô. Nè, đi vô. Cái này tiếp theo làm đi. Em cứ làm đi, để xíu với chị chấm. Em dùng gót ít nữa hả? Để em trồng. Mình cũng ho luôn. Mày bị sai á, chị bị sai á. Cứ làm đi, rồi xíu là chị chấm bài. Xíu nữa các bạn nhớ chấm bài với mình nha. Làm đi. Làm đi. Mười bốn đúng không?
chơi. 14 đúng không? Con chơi gì? 14 mà. 15. 2 cộng 13 mấy? 2 cộng 13 mới nói đó. Đâu? Nãy em mới nói là nu nu về bằng 15 gì đó. 15 hả? Ừ, như thế. Giá thì phải cứ tiếp tục vậy đó. Em mình còn xíu nữa thôi là xong nha các bạn. Sai xóa đi. Em mình còn hai bài nữa là xong rồi nha các bạn. Rồi em mình nó xong rồi nha. Bây giờ sẽ chấm điểm nha. Đọc. Chị sẽ đọc lên số điểm của em nha. Và vậy chứ đi. 1 cộng 1 bằng 2 nè, đúng nè. 1 cộng 2 bằng 3, đúng nè. 1 cộng 3 bằng 4 nè. 1 cộng 4 bằng 5, đúng không? Đúng không các bạn? 1 cộng 4 bằng 5 nè. Đúng nè. 1 cộng 5 bằng 6, đúng. 1 cộng 6 bằng 7, đúng. 1 cộng 7 bằng 8, đúng. 1 cộng 8 bằng 9, đúng. Nãy giờ đúng rồi luôn bầu á. Các bạn ơi, 1 cộng 9 bằng 10, đúng. 1 cộng 10 bằng 11, đúng. 1 cộng 11 bằng 12, đúng. 11 cộng 11 bằng 22, đúng. 1 cộng 12 bằng 13, đúng. 1 cộng 13 bằng 14, đúng. 1 cộng 14 bằng 15, đúng. 1 cộng 16, 1 cộng 15 bằng 16, đúng. 1 cộng 16 bằng 17, đúng. 2 cộng 1 bằng 3, đúng. 2 cộng 2 bằng 4, đúng. 2 cộng 3 bằng 5, đúng luôn nha ông bảo á. Đúng rồi. 2 cộng 4 bằng 6, đúng. 2 cộng 5 bằng 7, đúng. 2 cộng 6 bằng 8, đúng. 2 cộng 7 bằng 9, đúng. 2 cộng 8 bằng 10, đúng. 2 cộng 9 bằng 11, đúng. 2 cộng 10 bằng 12, đúng. 2 cộng 11 bằng 13, đúng. 2 cộng 12 bằng 14, đúng. 2 cộng 13 bằng 15, đúng. 2 cộng 14 bằng 16, đúng. 2 cộng 15 bằng 17, đúng. 2 cộng 16 bằng 18, đúng. 2 cộng 17 bằng 19, đúng. 2 cộng 18 bằng 20, đúng. 2 cộng 19 bằng 21, đúng. 2 cộng 20 bằng 22, đúng. Đúng rồi luôn các bạn ơi.
chắc hơn các em được 10 điểm rồi. 2 cộng 21 bằng 23, đúng. 2 cộng 22 bằng 24, đúng. 10 điểm. Các bạn chấm cho em mình mấy điểm? Bây giờ khó luôn rồi. Mình xin chào các bạn nha. Bye bye các bạn. Mình sẽ ra nhiều clip hơn để cho các bạn nha. Để mình lên mình tắt cái quay. Chào chị Duy. Chào mừng các bạn. Chào các bạn. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Chà, cũng mừng cho hai đứa con luôn, cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình